Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã đưa tin, nhận lời mời của Tổng thống Philippines Benigno Aquino, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và đoàn đại biểu cấp cao nhà nước Việt Nam đã tiến hành chuyến thăm cấp nhà nước tới Philippines từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 10 vừa qua, nhân dịp hai nước kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Chuyến thăm cũng nhằm chia sẻ những quan điểm chiến lược, tăng cường sự tin cậy giữa hai quốc gia và một lần nữa khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam với ASEAN. Sau đây sẽ là tổng hợp về những kết quả nổi bật chuyến thăm Philippines của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang do nhóm phóng viên thời sự đi theo đoàn thực hiện. Ngày 26 tháng 10, lễ đón chính thức Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã được tổ chức trọng thể theo nghi thức cao nhất cấp nhà nước tại Phủ Tổng thống Malacañang. Đây là chuyến thăm đầu tiên của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến Philippines trên cương vị Chủ tịch nước. Còn với Tổng thống Aquino, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng là vị khách cấp nhà nước đầu tiên mà ông đón tiếp trong nhiệm kỳ. Trong tiếng đại bác và quốc thiều chào mừng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Benigno Aquino đi duyệt đội danh dự. Chuyến thăm của Chủ tịch nước đến Philippines lần này diễn ra trong bối cảnh quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Philippines phát triển tốt đẹp trên cơ sở tin cậy lẫn nhau. Cùng với đó, hai bên cũng có những mối quan tâm chung trên bình diện đa phương. Hiện nay giữa hai nước đã có cơ chế trao đổi thường xuyên thông qua Ủy ban hợp tác song phương. Cơ chế này đã đem lại sự hiểu biết và tin cậy chính trị cho mỗi bên. Về kinh tế, kim ngạch trao đổi thương mại tăng đều qua hàng năm. Năm 2010 đạt 2,4 tỷ đô la. Việt Nam thường xuyên xuất siêu sang Philippines nhờ mặt hàng lúa gạo. Một trong những trụ cột chính của quan hệ hai nước là hợp tác biển và đại dương. Hai bên đã ký thỏa thuận về hợp tác thủy sản vào năm 2010 và thành lập Ủy ban hợp tác nghề cá. Philippines cũng được biết đến nhiều ở Việt Nam với Viện Nghiên cứu Lúa gạo Quốc tế IRI đặt tại đây. Hiện nay 70% diện tích lúa gieo trồng ở Việt Nam có nguồn gốc từ IRI. Ngoài hàng chục văn kiện hợp tác đã được ký kết giữa hai nước, với chuyến thăm lần này của Chủ tịch nước còn có thêm những văn bản quan trọng khác đang chờ đợi được thông qua. Tại cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo hài lòng với sự phát triển tốt đẹp của mối quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước trong hơn 35 năm qua, đồng thời trao đổi về khả năng đưa hợp tác hai nước lên tầm chiến lược. Hai nhà lãnh đạo nhất trí cho rằng cần tăng cường hơn nữa việc trao đổi các chuyến thăm và tiếp xúc ở tất cả các cấp cũng như giao lưu nhân dân nhằm thắt chặt sự tin cậy và hiểu biết lẫn nhau. Hai bên cùng bày tỏ tin tưởng chương trình hành động 2011-2016 sẽ là cơ sở pháp lý thuận lợi để các bộ, ngành hai nước thúc đẩy hợp tác trên từng lĩnh vực cụ thể trong thời gian tới. Hai nhà lãnh đạo hoan nghênh những bước phát triển tích cực trong hợp tác quốc phòng an ninh giữa hai nước, khẳng định hợp tác về biển và đại dương là một trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước. Hai nhà lãnh đạo đã đánh giá cao việc thành lập Ủy ban hỗn hợp về biển và đại dương cấp Thứ trưởng Ngoại giao và việc Ủy ban sẽ sớm tiến hành phiên họp đầu tiên năm 2012. Hai nhà lãnh đạo hoan nghênh việc thiết lập cơ chế phối hợp hai nước để xử lý vấn đề ngư dân đánh bắt cá. Hai bên cũng đồng ý phấn đấu đưa kim ngạch thương mại lên mức 3 tỷ đô la hoặc cao hơn nữa vào năm 2016 và tăng cường đầu tư vào các lĩnh vực mà hai nước có thế mạnh, mở rộng hợp tác sang nhiều lĩnh vực, trong đó có năng lượng và dầu khí. Phát biểu với giới báo chí, hai nhà lãnh đạo cho biết sẽ tiếp tục hợp tác và phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn hợp tác đa phương cũng như ủng hộ lẫn nhau ứng cử vào các tổ chức khu vực và quốc tế. Vấn đề Biển Đông cũng đã được trao đổi, cởi mở và thẳng thắn. Cả hai vị lãnh đạo cùng nhấn mạnh đến vai trò trung tâm của ASEAN cũng như tầm quan trọng của việc đảm bảo hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải ở Biển Đông. Chúng tôi cũng nhất trí cho rằng việc xây dựng một cái cách tiếp cận dựa trên pháp luật, đặc biệt là việc tuân thủ theo những quy định của luật pháp quốc tế, hiệp ước công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982 là con đường để chúng ta có thể tìm ra một cái giải pháp hòa bình cho các cái vấn đề đa phương ở trong vùng Biển Đông. Đồng thời, chúng tôi cũng nhấn mạnh cái nguyên tắc thực hiện các tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông ký năm 2002 giữa ASEAN và Trung Quốc. Việt Nam khẳng định sự ủng hộ và phối hợp chặt chẽ với Philippines cũng như các nước ASEAN nghiên cứu và tiếp tục thúc đẩy sáng kiến của Philippines về việc biến Biển Đông thành khu vực hòa bình, tự do, hữu nghị và hợp tác JOFIC, hỗ trợ cho việc thực hiện tuyên bố về cách ứng xử của các bên Biển Đông, DOC. Chúng tôi xin khẳng định cái tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải ở Biển Đông đối với khu vực và tất cả các nước có liên quan. Và nhấn mạnh cái việc giải quyết tranh chấp giữa các bên liên quan bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982, UNCLOS, bảo đảm thực hiện đầy đủ DOC
và sớm xây dựng cái bộ quy tắc ứng xử Biển Đông COC. Sau cuộc hội đàm, bốn văn kiện hợp tác quan trọng đã được ký kết như mong đợi, gồm chương trình hành động Việt Nam-Philippines giai đoạn 2011-2016, bản ghi nhớ về tăng cường hợp tác và chia sẻ thông tin giữa Hải quân Nhân dân Việt Nam và Hải quân Philippines, bản thỏa thuận hợp tác về thiết lập đường dây nóng giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines và kế hoạch hợp tác du lịch 2012-2015. Chuyến thăm này thì đã tạo ra được một cái động lực rất lớn cho cái việc mà tiếp tục thúc đẩy cái hợp tác toàn diện giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực, từ chính trị, an ninh, kinh tế cho đến đối ngoại, quốc phòng, rồi cho đến là tìm kiếm và phát huy những lĩnh vực hợp tác mới như là giáo dục, văn hóa, du lịch, dầu khí và khai khoáng. Và trong những lĩnh vực hợp tác đó thì hai nước tiếp tục khẳng định rằng hợp tác biển và đại dương sẽ là một trụ cột. Tại cuộc tiệc chiêu đãi chủ tịch nước, Tổng thống Philippines cho rằng 35 năm qua cho thấy sự vật có thể thay đổi nhanh chóng. Ngày nay hai nước đã trở nên gần gũi nhau về quan hệ chính trị, an ninh, kinh tế trên cơ sở có cùng lợi ích hòa bình và thịnh vượng. Philippines tự hào sát cánh với Việt Nam trong ASEAN. Sự lớn mạnh trong quan hệ song phương thời gian qua là nguồn khích lệ lớn lao. Cùng nhau, hai nước chúng ta bắt đầu xây dựng một cách tiếp cận chung để giải quyết nhiều thách thức. Tương lai chỉ có thể thấy chúng ta ngày càng gắn bó với nhau hơn. Đáp từ Tổng thống Aquino, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh chưa bao giờ mối quan hệ giữa hai nước, hai dân tộc lại thắm thiết và bền chặt như hiện nay. Cùng chia sẻ những quan tâm có tính chiến lược, tăng cường sự hiểu biết và lòng tin cũng là nội dung được phản ánh trong cuộc tiếp xúc của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang với Chủ tịch Thượng viện, Hạ viện và Bộ trưởng Quốc phòng Philippines. Nếu chúng ta nhìn lại một loạt những hoạt động rất rộn rập của lãnh đạo cấp cao chúng ta sau cái thành công của Đại hội Đảng 11 và sau cái bầu cử Quốc hội 13 thì đã tạo ra một cái bình diện mới, một cái khuôn khổ mới, đẩy mạnh hơn nữa cái hợp tác với khu vực, đặc biệt là với ASEAN. Và chúng ta cũng có cái thành công năm Chủ tịch ASEAN 2010. Thế thì tất cả những cái đà đó nó thể hiện mà cái chính sách đường lối đối ngoại của Đảng, đặc biệt là cái khâu về chủ động hội nhập quốc tế là được triển khai một cách mạnh mẽ. Tượng đài Jose Rizal, nơi diễn ra các nghi lễ quan trọng của Philippines, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và đoàn đại biểu Việt Nam đã đến đặt vòng hoa tưởng niệm nhà yêu nước, anh hùng dân tộc Jose Rizal, người đã đấu tranh chống lại sự thống trị của thực dân Tây Ban Nha. Cũng tại thủ đô Manila, Chủ tịch nước và ông thị trưởng thành phố đã cắt băng khánh thành tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại công viên ASEAN nằm trong quần thể khu di tích thành cổ Intramuros. Đây là một hoạt động có nhiều ý nghĩa được diễn ra trang trọng với sự tham dự của các đại sứ ASEAN. Tại Viện Nghiên cứu Lúa Quốc tế IRI, một trong 15 trung tâm nông nghiệp quốc tế, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã cảm ơn sự giúp đỡ của IRI đối với sự phát triển của nền sản xuất lúa gạo Việt Nam. Chủ tịch nước mong muốn giữa IRI và Việt Nam tiếp tục mở rộng hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm vì mục tiêu chung là xóa đói giảm nghèo và phát triển bền vững, đóng góp cho việc thực hiện mục tiêu thiên niên kỷ của Liên Hợp Quốc. Trong các cuộc gặp gỡ tiếp xúc với doanh nghiệp, Chủ tịch nước đề nghị các tập đoàn lớn của Philippines với tư cách là những người tiên phong trong đầu tư, tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp hai nước tìm hiểu đầu tư lẫn nhau, góp phần thúc đẩy quan hệ đầu tư hai nước nói riêng và quan hệ hợp tác song phương nói chung. Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có Philippines vào làm ăn tại Việt Nam và giải thích rõ một số chính sách của Việt Nam liên quan đến sự tham gia của khối tư nhân đầu tư trực tiếp nước ngoài vào quá trình cổ phần hóa. Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh đến vai trò của doanh nghiệp hai nước trong việc đưa kim ngạch thương mại vượt qua con số 3 tỷ đô la. Trước khi kết thúc chuyến thăm Philippines, Chủ tịch nước đã đến thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam. Chủ tịch nước nhấn mạnh chặng đường 26 năm đổi mới đã đạt được những thành tựu quan trọng có ý nghĩa lịch sử. Nhưng đây mới chỉ là giai đoạn bắt đầu của hành trình đưa Việt Nam trở thành một quốc gia giàu mạnh vào giữa thế kỷ. Trong quá trình hội nhập sâu rộng, Đại sứ quán Việt Nam tại các quốc gia có nhiệm vụ rất quan trọng và nặng nề. Ngày 28 tháng 10, Chủ tịch nước và đoàn đại biểu cấp cao nhà nước đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm đến Cộng hòa Philippines, một chuyến thăm của sự mở rộng hiểu biết và lòng tin cậy.